Hi, xin chào các bạn và quý khách hàng quay trở lại với kênh YouTube của mình Lâm Hoàng Mercedes. Ở video ngày hôm nay thì Hoàng sẽ đem đến cho các bạn và quý khách hàng một mẫu xe vừa ra mắt tại Việt Nam. Đó chính là mẫu Mercedes AMG C63S E-Performance, một dòng xe plug-in hybrid đầu tiên tại Việt Nam các bạn. Và bây giờ mình sẽ mời các bạn và quý khách hàng hãy cùng mình đi khám phá xem dòng xe này có gì mới nhé. Xin mời các bạn và quý khách hàng. Mercedes AMG C63S E-Performance sẽ là dòng xe sở hữu công nghệ hệ động lực E-Performance đầu tiên tại Việt Nam. Hiện tại thì Mercedes-Benz Việt Nam vừa công bố C63S E-Performance với mức giá là 4,9 tỷ đồng. Về phần ngoại thất thì như các bạn và quý khách hàng sẽ thấy, xe được trang bị gói thiết kế ngoại thất Mercedes AMG với các kiểu thiết kế hốc gió theo kiểu mới, to và giúp cho phần đầu xe khi các bạn nhìn trực diện nó sẽ hầm hố hơn rất là nhiều. Với lưới tản nhiệt AMG đặc trưng với các viền chrome cao cấp, đây là phần hốc gió với thiết kế mới các bạn nhìn rất là đẹp. Và ở giữa mặt ca lăng đó chính là một cái logo ngôi sao ba cánh 3D với tích hợp radar để sử dụng các tính năng an toàn của xe. Một kiểu thiết kế khá là đặc biệt khi các bạn nhìn ở các hốc bánh xe sẽ được thiết kế bè ra để giúp cho phần bên hông xe nhìn sẽ thể thao hơn rất là nhiều. Ở trên nắp capo thì sẽ được trang bị cho quý khách hàng một lỗ thoát khí giúp giải nhiệt cho động cơ sẽ tốt hơn. Ở phía sau thì sẽ có cánh gió thể thao AMG ốp carbon. Hệ thống kiểm soát khí động học chủ động e-panel với cánh gió phía sau tự động điều chỉnh được, một tính năng khá là hiện đại trên C63S. Một logo AMG mới được đặt ở trên nắp capo. Và xe sẽ được trang bị hệ thống đèn Digital Light hiện đại nhất của Mercedes-Benz hiện tại bây giờ. Bên hông xe sẽ có tem để ký hiệu đây là một dòng xe sở hữu sử dụng cái turbo điện tử các bạn. Và gương chiếu hậu ngoại thất được ướp sợi carbon là cao cấp. Hệ thống phanh hiệu năng cao AMG với kẹp phanh sơn màu đỏ và mâm thì là mâm thể thao hợp kim với kích thước là 20 inch. Và bây giờ mình sẽ đi đến phần động cơ, đây là một điểm khá là hay trên chiếc xe này các bạn. Động cơ 2.0 mới với công nghệ plug-in hybrid được lắp ráp theo triết lý One Man One Engine. Công suất cực đại là 680 mã lực, mô men xoắn cực đại với động cơ điện là 1020 Nm. Động cơ 2.0 4 xi lanh tăng áp với công suất là 476 mã lực là trái tim của chiếc xe C63S E-Performance, tạo ra hiệu suất vận hành vượt trội. Đây là động cơ 4 xi lanh mạnh mẽ nhất trên thế giới hiện nay, giúp cho chiếc xe C63 đạt được tốc độ đáng kinh ngạc khi so sánh cùng với các đối thủ trong cùng phân khúc. Động cơ sản xuất hàng loạt đầu tiên trên thế giới được trang bị công nghệ E-Turbo từ F1. Với công nghệ E-Turbo thì sẽ bao gồm một motor điện khoảng 4cm sẽ được tích hợp trong turbo, sẽ giúp quay trục của turbo tăng áp lên tới 156.000 vòng ở tốc độ động cơ thấp. Về lợi ích của công nghệ này mang lại sẽ giúp giảm tối đa hiện tượng turbo lag và đảm bảo áp suất khí nạp tăng áp luôn ổn định ở bất kỳ dãy tốc độ động cơ từ thấp cho đến cao. Và đây là một video minh họa về công nghệ turbo điện tử trên dòng xe C63 đang được áp dụng và trang bị. Với công nghệ hiện đại độc quyền từ AMG, C63S E-Performance được trang bị thêm một motor điện với công suất là 204 mã lực, gắn ở cầu sau kèm theo hệ thống VSI điện tử và bộ truyền động 2 cấp. C63S E-Performance có hệ thống E-Performance sản sinh tổng công suất cho cả động cơ xăng và động cơ điện, tổng cộng là 680 mã lực và mô men xoắn cực đại là 1020 Nm, giúp thiết lập một tiêu chuẩn tốc độ mới khi mà tăng tốc từ 0 lên 100 km/h chỉ trong vòng là 3,4 giây. Khối pin hiệu suất cao AMG là nguồn năng lượng chính cho khối động cơ điện sở hữu nhiều công năng thú vị. Pin công suất 6,1 kWh cung cấp công suất liên tục là 70 kW và đạt mức 150 kW trong vòng 10 giây. Nhờ trọng lượng nhẹ chỉ 89 kg thì pin đạt mật độ công suất cực cao, gấp đôi so với pin thông thường khi không có hệ thống làm mát trực tiếp. Người dùng có thể dễ dàng sạc pin tại các trạm sạc quanh box hoặc lỗ cắm điện gia đình thông qua bộ sạc AC tích hợp sẵn là khoảng 3,7 kW. Khi vận hành thuần điện thì Mercedes AMG C63S E-Performance có thể đi được quãng đường di chuyển là 13 km ở tốc độ tối đa là 125 km/h.
Nguồn năng lượng được tái tạo liên tục chính là điểm khác biệt đáng chú ý, nhờ đó luôn mang đến khả năng vận hành linh hoạt, tăng tốc nhanh chóng khi xe bắt đầu khởi động. Về kích thước tổng thể thì C63S sẽ có chiều dài dài hơn C43, về chiều rộng và chiều cao thì sẽ là xem như nhau các bạn. Về phía sau là các bạn sẽ thấy có một cái cánh lướt gió được ốp carbon rất là đẹp. Và đặc trưng và nổi bật nhất đó chính là cái phần ống xả các bạn, nhìn rất là đẹp luôn. Với cái cụm ống xả, một bốn ống xả kép ha, và được cái ốp titan nhìn rất là thể thao luôn. Đây là phía sau các bạn, phần đèn thì sẽ tương tự như C43. Đó, về phần đuôi xe thì các bạn cũng thấy nó sẽ tương tự như C43 ha. Nhưng mà cái phần cánh lướt gió và phần oppo phía dưới nó sẽ khác các bạn, thiết kế nó sẽ đẹp hơn. Phần đèn cũng sẽ tương tự như C43 luôn. Và cái phần cốp xe phía sau các bạn thì sẽ có cái phần hạn chế này, thì do được đặt cục pin ở phía bên dưới nên phần diện tích cốp sẽ nhỏ hơn C43. Đó, đây là cái phần oppo titan này các bạn, nhìn rất là đẹp luôn. Cản sau AMG nên các bạn sẽ thấy có một đường cái lỗ thoát khí. Về phần nội thất thì xe được trang bị gói thiết kế nội thất Mercedes AMG với vô lăng ba chấu bọc da thể thao các bạn, AMG Performance ốp carbon và vi sợi microcut cao cấp tích hợp với các nút bấm điều khiển cảm ứng. Về ốp nội thất thể thao AMG bằng sợi carbon cao cấp luôn, nên phần nội thất của trên xe C63 các bạn sẽ thấy khá là nhiều các cái chi tiết được ốp carbon. Và ghế của chiếc xe là ghế thể thao AMG Performance cho người lái và hành khách phía trước. Ngoài ra thì xe còn được trang bị thêm là tính năng hiển thị tốc độ trên kính lái. Bây giờ thì Hoàng sẽ mời các bạn và quý khách hàng cùng Hoàng đi trải nghiệm một vòng về phần nội thất cho các bạn. Và đây là các nút bấm đặc trưng của AMG. Đó, các bạn có thể chỉnh được hệ thống phù, treo, rồi chế độ lái, Eco, Comfort, Sport. Và đặc biệt cái chế độ lái của chiếc xe C63 sẽ có thêm chế độ lái là Battery Hold và Electric. Khi mà các bạn chọn chế độ Electric thì xe nó sẽ chạy hoàn toàn bằng cái động cơ điện các bạn. Và khi mình khởi động xe lên thì giống tương tự như những dòng xe điện luôn, thì xe sẽ khởi động rất hầu như các bạn sẽ không nghe tiếng động gì hết, và nó sẽ chỉ bật báo hiệu cho mình là chữ ready là mình sẽ chạy điện. Đó, sau khi các bạn ví dụ như chuyển chế độ lái sang Sport, hoặc là nói chung là mình sẽ chuyển chế độ lái đi, thì xe bắt đầu sẽ khởi động cái động cơ xăng. Và đây là cái màn hình hiển thị các cái động cơ hoặc là các chế độ chạy trên chiếc xe các bạn. Các bạn muốn xem những cái thông tin này thì mình có thể vô phần menu giải trí, mình có thể xem được tất cả luôn. Có những cái đồng hồ IWC nè, mức tiêu thụ, đó, dòng năng lượng thì các bạn có thể xem được rất là nhiều thông tin trong cái màn hình này, màn hình giải trí 11.9 inch. Đây là cái phần để mình xem mức pin các bạn, và mình có thể cài đặt được cái mức sạc. Đó, mình cài đặt được mức sạc luôn, mình có thể điều chỉnh bằng cái thanh này. Sạc tối đa 100% hoặc là 80% ha, mà thường là mình sẽ sạc khoảng 80% thôi. Và phần ghế ngồi thì nó sẽ tương tự như C43 thôi các bạn. Có ghế động lực rồi điều chỉnh theo chiều cao đầy đủ, rất là nhiều. Cái tính năng mà dữ liệu đường đua này các bạn thì hiện tại Việt Nam mình không thể sử dụng được ha. Phải sử dụng nước ngoài và trong một cái trường đua kín. Vô phần cài đặt thì các bạn sẽ thấy trên xe cài sẽ trang bị cho mình cũng khá là nhiều tính năng an toàn, thanh chủ động, rồi điểm mù rồi các bạn. Rất là nhiều. Về phần xe thì các bạn sẽ có thể cài đặt các tính năng hoặc là các cái gọi là chức năng ở trong chiếc xe của mình. Và điều đặc biệt là trên cái phần bản đồ các bạn sẽ có thêm cái tính năng gọi là video thực tế ảo, có nghĩa là khi mà tới có đoạn cua thì chiếc xe sẽ hiện video lên và hướng dẫn cho mình quẹo rất là trực quan luôn. Trong tính năng đó thì sẽ có thêm cái là hiển thị đèn giao thông nữa. Rồi hệ thống điều hòa là độc lập 4 vùng các bạn, 2 dàn phía trước và 2 dàn vùng ở phía sau. Có tính năng là lọc không khí luôn, và một tính năng bật điều hòa trước như xe điện luôn. Các bạn có thể bật được điều hòa trước khi mà lên xe qua cách là mở lock chìa khóa hoặc là cài đặt thời gian trước. Đó, rất là nhiều. Và đây là cái cách để mình vô mình xem là sạc pin nè các bạn. Rồi cam 360 độ siêu nét. Rồi, và xe sẽ được trang bị cho mình luôn là sạc điện thoại không dây, kết nối Apple CarPlay, Android Auto không dây. Đó, hộc để đồ là dưới bệ tì tay rất là rộng. Xe được trang bị cái ốp nội thất carbon các bạn, nên khi phần vô phần nội thất nhìn nó rất là đẹp. Đó, đây là cái phần để mình để đồ nè. Và ghế xe là ghế da Atico kết hợp với lại vi sợi microcut màu đen. Đó, nên các bạn sẽ thấy có pha hai phần thôi, giúp cho cái xe nó sẽ thể thao hơn. Đồng thời là các cái dây an toàn nó sẽ là dây màu đỏ. Rồi đây là cái hệ điều hòa ở phía sau nè các bạn, độc lập hai vùng, ngồi sau tự điều chỉnh luôn. Và để sạc chiếc xe thì các bạn sẽ thao tác mở nắp ở phía bên tay trái. Đó, mình mở cái này ra và mình mở cái nắp sạc ra các bạn. Nó sẽ sạc lại điện vô cái pin.
Và lưu ý khi mà mở nắp xăng thì mình sẽ phải mở trên cánh cửa các bạn. Thì mình phải sử dụng cái nút để cho nó có một tính năng là thông khí các bạn. Khi mà ok xong xuôi hết an toàn thì nó sẽ tự động mở nắp xăng cho mình. Và vừa rồi là những chia sẻ của Hoàng về chiếc xe C63S E-Performance đầu tiên tại Việt Nam. Nếu như quý anh chị và quý khách hàng thấy video này hay và hữu ích, hãy cho em một like và đăng ký kênh cho em nhé. Và ngoài ra thì quý anh chị cần hỗ trợ về tư vấn xe cũng như là hỗ trợ về các thông số kỹ thuật hoặc hướng dẫn sử dụng, cứ liên hệ với em qua số điện thoại 0918 61766. Hẹn gặp lại quý anh chị ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.